Đồ chơi của ai đây? Dừng chuyện này lại đi. Chạy đi. Mau ngăn chúng lại. Trời ơi, chạy đi. Thầy, thầy con chớ. Thầy ơi. Cậu ở đây đi, tôi kiểm tra cho. Mấy thứ đồ chơi nhỏ xíu đó mà lại dám gây ra chuyện lớn. Cứ để tôi giải quyết vấn đề này cho. Nè, tốt hơn hết á, các ngươi ra khỏi đây đi. Nếu không để cho ta nổi giận lên thì tới lúc đó hối hận không có kịp đâu nha. Biến ra khỏi đây nhanh lên, ta sẽ đếm đến 3 1 2 3. Chờ chút đã, dù có gì đi nữa thì mấy cái này toàn là mấy đồ nhỏ xíu không à. Ta sẽ tạo cơ hội công bằng cho các ngươi. Ấm placebo. Được rồi, 1 2 3. Ai da, ui da, mình đang ở đâu đây? Sao thế giới lại lớn dữ vậy? Tại sao con quạ này nó bám theo mình làm gì chứ? Cứu tôi với. Tôi nghĩ bây giờ là mình phải đi rồi. Im ly chun bun, hai người ở yên đây nha. Đợi một chút, em sẽ mở cửa cho mọi người. Chun Bun, cậu để mắt tới tìm bát tôn, tôi sẽ đi qua đó cứu Via. Alo, ông chủ, chúng tôi đã bắt được thằng nhóc Via rồi. Có thấy kế hoạch của ta vô cùng hiệu quả chưa? Ta là thiên tài, siêu sao, siêu nhân thiên tài. Sao vậy Vi? Vi, cậu bị mắc nghẹn có đúng không? Ông chủ của mình đúng là thiên tài không? Cổ họng của Vi bị nghẽn không nói được nữa. Giờ chỉ là một con robot bình thường. Ê 500, lên đi nè. Đó là robot của Mad Max. Vi, chạy thôi. Ông ơi ông. Không thể ra lệnh cho bất cứ thiết bị nào của mình được nữa. Giờ phải làm sao đây? Phải chiến đấu như một con robot bình thường thôi. Cảm ơn Mi. Cái này không phải là do ăn bánh đâu. Chuyện này ông nghĩ là do Mad Max đang lên kế hoạch đó. Đầu tiên là hắn làm nghẽn cổ họng của Vi lại, để cho thằng bé không thể ra lệnh cho các thiết bị của mình. Sau đó hắn sẽ đưa robot của mình tới và... Bây giờ phải làm sao đây hả ông? Đi thôi, phải đưa vào cổ họng thằng bé một thiết bị tẩy rửa, rồi nó sẽ ổn thôi mà. Trời,
sao Vi nó có thể nhảy như vậy được? Một đứa con nít như nó sao có thể nhảy như vậy? Ba ơi ba, con nói với ba hoài, Vi là một con robot. Đó là cậu bé robot có năng lượng á. Nhưng mà không ai chịu tin lời của con hết. Giờ thì ba thấy rồi á. Ba tin chưa? Vi à, cậu để đó tôi đá nó một cú bay đụng nóc luôn nè. Xin lỗi, vì bạn của tôi trở nên xúc động cho nên mới. Chào mọi người, tới đây đi, mời vào cửa hàng đồ ăn ngon đây, vừa rẻ vừa chất lượng. Nếu ai là bạn của cậu bé robot nữa sẽ được nhận đồ ăn miễn phí, không lấy tiền. Mời mọi người ghé đi nào. Tôi là bạn của cậu bé robot đây, tôi tên là Kinto, chúng tôi là bạn thân với nhau đó. Cậu là bạn của cậu bé robot thật sao? Đúng là may mắn đó Kinto à. Mau đi lấy đồ ăn cho Kinto, nhanh lên đi, nhanh lên, lẹ lên. Tôi nghe người ta nói là cậu bé robot có 7 trang phục khác nhau và cậu ấy có thể biến hình bất cứ lúc nào, có phải vậy không? Nhưng mà tôi không tin đâu, một người làm sao có thể biến hình thành 7 người khác nhau. Bạn tôi có thể biến hình trong 7 bộ trang phục khác nhau lận đó. Cậu ấy có thể làm được bất kỳ thứ gì cậu ấy muốn. Nếu như cậu có thể đưa bạn thân của mình tới đây trong 7 hình dạng khác nhau thì tôi có thể tình nguyện tặng cho cậu suất ăn miễn phí tới suốt đời luôn. Tôi là một fan cô của cậu ấy, chỉ muốn được chụp hình chung với cậu ấy một tấm hình rồi mời cậu ấy ăn vài món. Cậu ơi, tôi xin cậu, xin cậu hãy gọi cho bạn cậu đi. Có cái gì khó đâu chứ, mình sẽ dùng phép thuật của mình để tạo ra 7 bản sao của V rồi triệu tập hết tới đây. Hai người này sẽ rất vui và cho mình ăn những món này suốt đời luôn. Ôi, đồ ăn ở đây ngon quá chừng luôn á. 7 hình dạng của cậu ấy sẽ nhanh chóng tới đây gặp tôi, miễn là tôi muốn kêu cậu ấy tới thôi. Để đó tôi kêu cậu ấy cho. Ba la si bù cà na si mũi, cậu si sô tôi si dào si ba si bầm. Tất cả 7 bản sao của Vi trong những bộ trang phục khác nhau mau chóng xuất hiện ở đằng sau cái cây kia. Vui quá đi, rất là vui luôn đó Gintu à. Cậu Gintu, giờ thì cậu có thể ăn miễn phí tới suốt cuộc đời. Tôi sẽ chụp hình chung mấy tấm với lại họ cái đã. Tôi ăn chút gì đi hen. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Cậu Gintu à, mấy cậu này không chịu nghe lời tôi. Cậu kêu họ nghe lời tôi một chút đi, chỉ là một chút thôi mà. Cậu hãy kêu họ nghe lời tôi, làm ơn, một chút thôi, đi mà. Các bạn của tôi ơi, nghe lời của ông ấy đi, làm theo những gì ông ấy nói. Được rồi, cậu muốn là được thôi. Cậu đi theo tôi một chút nha, chúng ta sẽ có buổi chụp hình thật là vui. Cậu Gento à, cậu cứ ăn tự nhiên đi. Nghỉ ngơi một chút đi đã cậu em. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu thôi mà mệt muốn đứt ơi rồi luôn đây nè. Ôi ông chủ ơi, ông giao việc gì cho tôi vậy nè? Nè Gintu ơi, cậu còn ngồi ở đây ăn được nữa hả? Theo tôi mau lên, Vi đang gặp nguy hiểm kìa. Cái gì? Vi giống vậy rất mạnh, cậu ấy không cần sự giúp đỡ của ai hết đó. Có phải không Gintu? Cậu cứ việc ăn tiếp đi, đừng bận tâm nghe. Ăn đi nè, ăn đi nè. Anh ấy nói đúng đó, Vi là cậu bé robot mà nên không cần ai giúp đâu. Anh đang dạy hư bạn của tôi rồi đó, có biết chưa? Tôi cho anh biết tay cái tội suối bậy nè. Hả? Mình đang làm gì ở đây vậy ta? Ôi không, không phải lúc này chứ.
Yeah! Không! Không! Thank you.